bật ngửa lý do phải đóng quán nước của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm. Vào tối ngày 24 tháng 7 vừa qua, quán nước mang tên con trai cưng của cặp đôi Quỳnh Quỳnh Lê Dương Bảo Lâm đã gặp tình trạng thất thủ, thậm chí cơ quan chức năng phải có mặt. Nguyên nhân được cho là thời điểm đó có các nghệ sĩ là bạn bè thân thiết của anh Dương Lâm Đồng Nai tới giao lưu. Vì vậy công chúng đã hiếu kỳ mà cứ thế ùn kéo tới. Trong lúc bế tắc thì vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm liên tục nhờ khách hàng quay lại sau vì đã hết chỗ hết bàn. Thậm chí chị Quỳnh Quỳnh còn vừa khóc vừa nói: "Không được bán nữa, mọi người ơi, em nói hết chỗ rồi thì mọi người đi về giùm em đi. Em nói là hết bàn rồi, mọi người đi về giùm em đi vì ngày mai em sẽ không còn được bán ở đây nữa." Thế nhưng cuối cùng thì buổi gặp gỡ cũng chẳng diễn ra mà quán cũng phải đóng cửa vì không đảm bảo an ninh trật tự. Đến mới đây, trong một phiên livestream bán hàng, chị Quỳnh Quỳnh đã báo tin không vui tới người hâm mộ về việc kinh doanh quán nước có tên con trai. "Em sẽ tạm thời nghỉ bán nha mọi người, em sẽ bán ở một chỗ khác. Khi nào em bán em sẽ thông báo để mọi người đến ủng hộ em nha. Cũng gần đó thôi chứ không ở đâu xa, xui ghê." Như vậy có thể thấy mặc dù quán nước kinh doanh đang hiệu quả nhưng mà bà xã của anh Dương Lâm vẫn phải ngậm ngùi đóng cửa với lý do là quá tải lượng khách. Nói về chuyện quán phải đóng cửa thì Lê Dương Bảo Lâm có chia sẻ như sau: "Không sao, dù quán có thể dẹp thiệt nhưng mà không buồn vì mọi người yêu quý quá nhiều, yêu quý quá mới tới đây. Lỡ phá sản dẹp quán cũng vui vì lượng fan đông quá." Mặc dù có chồng là người nổi tiếng thế nhưng mà chị Quỳnh Quỳnh không vì thế mà ỷ lại. Vẫn chăm chỉ bán hàng online để phụ giúp chồng chăm sóc các con với điều kiện tốt nhất có thể.